Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 12. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ chia sẻ về một bài tập thuộc chủ đề tích phân ở mức độ vận dụng. Đề bài như sau: cho hàm số fx có đạo hàm liên tục trên r, biết f tại 5 bằng 1 và tích phân từ 0 đến 1 của hàm x f5x dx bằng 1. Hãy tính tích phân từ 0 đến 5 của hàm x bình f'x. Ở đây chúng ta để ý f'x dx chính là vi phân của hàm fx. Do đó ta sẽ nghĩ tới việc tính tích phân từng phần, đặt u bằng x bình, dv bằng f'x dx. Trước tiên ta đi khai thác dữ kiện tích phân từ 0 đến 1 của hàm x f5x dx bằng 1. Ta sẽ đổi biến số, đặt t bằng 5x. Suy ra dt bằng 5dx. Ta đổi cận, x bằng 0 thì t bằng 0, x bằng 1, t bằng 5. Cho nên từ hệ thức tích phân từ 0 đến 1 của hàm x f5x dx bằng 1, ta rút ra tích phân từ 0 đến 5 của hàm x ở đây, x bằng t chia 5, dx bằng dt chia 5. Tức là ta có 1 phần 25 tích phân từ 0 đến 5 của hàm t nhân ft theo biến t bằng 1. Tức là tích phân từ 0 đến 5 của hàm t ft dt bằng 25. Chúng ta lưu ý hệ thức này, việc tính tích phân không phụ thuộc vào biến số mà chỉ phụ thuộc vào cận. Tiếp theo chúng ta tính tích phân từ 0 đến 5 của x bình f'x dx bằng phương pháp từng phần, đặt u bằng x bình, dv bằng f'x dx. Ta suy ra du bằng 2x dx, v bằng fx. Từ đó chúng ta có tích phân từ 0 đến 5 của x bình f'x dx sẽ bằng u nhân v, tức là bằng x bình fx thay cận từ 0 đến 5, trừ tích phân từ 0 đến 5 của vdu, tức là trừ tích phân của 2x nhân fx dx. Đối với tích phân này chúng ta sẽ đưa 2 ra ngoài. Trong còn là tích phân từ 0 đến 5 của x nhân fx dx. Mà theo trên chúng ta tính được tích phân từ 0 đến 5 của hàm t nhân ft dt bằng 25. Tức là tích phân này bằng 25. Như vậy ta sử dụng dữ kiện f tại 5 bằng 1, cho nên tích phân cần tính bằng trừ 25. Chọn đáp án A.